Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy mất số người. Thứ nhất là con Vsmart Joy 4, máy bản Việt 2 SIM, máy người 1 triệu rưỡi nhé. Máy màu xanh, nâng zin đẹp, viền đẹp nhé. Chân sạc tái si, có hỗ trợ sạc nhanh này. Bốn mắt camera cảm biến vân tay ok hết nhé. Màn hình đẹp xuất sắc luôn, không một vết xước và không có một vết ám ố đâu cả máy màn hình tràn viền độc lỗ nhé Cấu hình của nó cũng rất là ok ra của nó là RAM 3GB này Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB RAM 3 bộ nhớ 64GB Pin 5000 nhé, pin rất là trâu Bản người là 1 triệu rưỡi nhé Có này Vsmart Star 5 Bản Việt 2 SIM bản người là 1 triệu rưỡi này Nâng zin đẹp, viền đẹp nhé Chân sạc tái cũng có hỗ trợ sạc nhanh Màn hình đẹp, không xước, không ám hố gì cả Con này máy màn hình tràn viền khuyết giọt nước này ra của con này nó cũng là RAM 3GB nhé RAM 3GB đây, RAM của nó này, 3 GB. Và bộ nhớ lưu trữ của nó cũng là 64 GB, RAM 3 bộ nhớ 64. Đấy pin châu pin 5000 nhá. Đấy, bán người cũng là 1 triệu rưỡi. hai con nó cũng xem xem nhau bán, bán bằng tiền nhau. Con này con A30 này, IMEI của nó là 628 bản Việt 2 SIM máy về Con này cam thì nó hơi mờ nên là bán người bằng bằng giá bên thôi nhá, 600 000 Ngoại hình thì nó cũng hơi cá sấu rồi, nâng zin nhưng mà sức RAM khá là nhiều. Đấy, viền bị uh, chóc sơn nhá, xước giảm nhá, nó chỉ xước giảm thôi chứ không có bị cần móp đâu màn hình con này à, màn hình thay rồi nhé nhưng mà hiển thị của nó còn đẹp và cảm ứng nó, nó cũng khá là mượt mà ok nhé đây nó hơi ố phần quang một chút ở phần các góc dưới thôi một tí thôi một chút thôi không, không ảnh hưởng gì đến cảm ứng của màn hình đâu ra một con này nó là RAM 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g đây em thử cam cho người xem nhé đây, cái cam của nó này cái cam này thì uh, cái cam uh, chính này của nó này thì nó bình thường nó vẫn hiển thị rất là trong nhé mọi người nhìn này nó vẫn trong như là cái cam góc rộng này đó cam góc rộng thì nó bị mờ tịt nó mờ hẳn luôn này không nhìn thấy gì luôn nhé nó rất là mờ cam chính thì ok chị cái con này thì cái cam góc rộng này này cái cam góc rộng và cái cam trước này thì nó bị mờ còn cam chính thì ok nhé đó. em bán bằng giá men cũng là sáu thôi cảm biến mất tay thứ ok hết con này là con A30 này, IMEI của nó là 214 bản Việt hai sim mã người cũng là 600. Cam con này cũng bị mờ này, nên bán uh, bằng tiền con kia 600, hai con tình trạng cũng xem xem nhau bán bằng tiền nhau. con này nâng của nó thay mới rồi nên là bóng đẹp không xước sát gì cả. con này máy màu đen nhưng mà thay vân tay màu xanh nhá, nhưng mà vẫn cảm biến vân tay bình thường. Đấy, viền thì hơi sức răm rồi. Màn hình con này cũng là màn hình thay rồi nhá, nhưng mà hiển thị của nó đẹp này. Không có bị à mối gì cả, cảm ứng khác khá, khá là mượt mà. RAM của nó là RAM 3GB và bộ nhớ lưu chữ của nó là 32GB đấy, Cái này nó uh, Hơi gợn gợn màn hình đấy là do cái tần số quét của màn hình và Cái camera của máy em quay nó không khớp nhau nên nó hơi Tạo ra gợn sóng, đây em sẽ tăng sáng cho mọi người xem đấy, Thì nó sẽ Không có cái hiện tượng đấy nữa Đó. Nó sẽ không có cái hiện tượng gợn gợn sóng Chứ không phải do màn hình nó bị lỗi mà nó gợn sóng như vậy đâu nhé và thì rất là đẹp đấy, Cam này em thử cho mọi người xem Có lẽ thì cái cam chính nó bị mờ này, à, nó bị mờ này, cái cam chính nó mờ, nó không lấy nét được nhưng mà cam góc rộng thì lại ok Đó. con này thì nó lại trái ngược với cái con kia Đấy, con này thì uh, cái con IMEI 628 này thì cái cam chính thì lại ok Đấy, còn cam góc rộng với cam trước thì mờ nhưng mà con này thì cam uh, đây này cam chính thì bị bị mờ còn cam góc rộng với cam trước thì lại ok nhé Đó. Đấy, cam uh, góc rộng này. Đấy, thì lại rất là sắc nét nhìn rõ cam chính thì mờ con này uh, em bán người sáu trăm hai con thì mọi người uh, mua để xem youtube hoặc là cải ác những gì tùy mọi người hoặc là nghe gọi chống cháy rất ok nhé còn để xem youtube thì rất là mượt mà con này con a 30 này email của nó 118 bản việt hai sim khoảng người sáu trăm năm ngoại hình con này cũng hơi cá sấu nâng nhưng mà sức răm khá là nhiều viền thì cũng bị ở uh, xước và uh, chóc sơn rồi nhé con này uh, cam của nó thì nó có bị nứt kính cam rồi chỗ phần mắt cam uh, góc rộng nhé chỗ phần mắt cam chính thì ok này Đó, màn hình con này cũng là màn hình thay rồi Uh, hiển thị của nó thì nó cũng hơi ố nhẹ phần quang một chút phần dưới này giống như con uh, kia thôi đó. đó, nhưng mà cảm ứng thứ thì ok hết nhé không có bị chết bất cứ một điểm cảm ứng đâu cả ra một con này nó cũng là ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi g nhé chức năng thì ok hết bán về 650 trăm này con này con A50 IMEI của nó là 347 bản Việt 2 sim tháng 1800 con này nó bị lỗi cảm biến vân tay với lại bị lỗi cam nhé con này thì cái cam của nó không phải là lỗi tất mà nó bị lỗi cái cam con này nó có ba mắt cam thì hai mắt chê thì được lỗi mắt cam góc rộng ở dưới này ngoại hình con này thì nó cũng hơi sức răn một chút nâng zin nhưng mà hơi sức răn nhé Đấy, biến chỉ sức nhẹ thôi không cần móp gì đâu màn hình con này là màn hình thay rồi nhưng mà hiển thị của nó còn đẹp không có bị ám ố gì cả RAM của nó là RAM 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g nhé. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64, giá 800 thôi, bản thanh lý cho mọi người hơn giá men chút. Đây em thử cam cho mọi người xem, đây em tăng sáng màn hình cho mọi người dễ nhìn nhé. Tăng sáng màn hình lên một chút cho dễ nhìn. Cái cam của nó thì nó bị uh, nổi cái cam góc rộng nhé. Đây là cam chính thì rất là đẹp. Cam chính này em thử cho mọi người. Đó, cam chính thì rất là ok nhé. Nét cam, cam góc rộng này khi mình vào cái cam góc rộng này nhé. Uh, thì nó bị đơ luôn nó đơ luôn Đấy, nó không hoạt động được uh, nó bị treo máy luôn uh, thì nó ra bị nỗi cái cam góc rộng thôi còn đâu cam trước và cái cam chính đây mình thoát ra khi nó bị treo như thế thì mình sẽ nhấn vào cái đa diện mình thoát cái camera ra mình vào lại thì nó lại trở lại cái cam chính này nhá mình vẫn chụp bình thường uh, nó chỉ nỗi cam uh, góc rộng thôi còn đâu cam chính và cam trước ok nhá bán 800 tám trăm này con này con A 50 này IMEI của nó là 339 bản Việt hay sim phải nói một triệu tư nâng viền thay mới rồi nên là bóng đẹp không xước sát thì nhé màn hình con này là màn ZIN, mà hiển thị màn hình của nó thì nó hơi ám một chút nhé hơi ám điêu hình một chút rồi nói chung cũng thuộc dạng ám nhẹ thôi nó hơi hồng hồng lưu hình một chút nhé còn chức năng thì ok hết Đấy, chức năng này cảm biến vân tay rồi tất cả mọi chức năng thì đều ok nhé con này cảm biến vân tay dưới màn hình này Đấy ra của nó là ra 4 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 gb để bán ở một triệu tư nhé con này là con A50 IMEI của nó là 630 bản Việt 2 sim bảng ở một triệu 4 Đấy, máy màu cam nâng viền thay mới rồi bóng đẹp không xước sát gì nhé Đấy, màn hình con này nó là màn hình zin nhưng mà con này nó thay kính rồi nhé Đấy, nên là thợ thay không khéo này Đấy, nên là cái mép màn hình nó hơi hở một chút nhé Đấy, chức năng thì ok hết để cảm biến vân tay cũng dưới màn hình rất là ok này đó màn hình thì trong veo không có một chút ám nào cả trắng tinh nhé ra bộ này nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu chữ của nó là 64 mươi bốn g bán người đồng triệu tư nhé con này là con a 50 này IMEI của nó là không năm bốn bản việt hai sim bán người đồng triệu tư con này nó bị lỗi cảm biến vân tay của nó chức năng khác ok nhé lông viền thay mới rồi bóng đẹp không xước sát gì cả Đấy, màn hình đẹp nhé không xước không có bị ám mố gì cả lỗi cảm biến vân tay thôi chức năng ok hết nhé màn zin hiển thị đẹp không uh, xước không á mố gì cả ra bộ này nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g. Đấy, con này nỗi cảm biến vân tay thôi, chức năng khác ok nhé. Con này con A32 này, uh, 5G nhé, bản 5G, nó là bài máy bản Nhật một sim, và người là 2 triệu 7, nâng zin uh, đẹp, viền đẹp nhé. Ngoài anh con này gần như đẹp keng rồi, chân sạc tai có hỗ trợ sạc nhanh. pin trâu cho pin 5000, màn hình đẹp, không có bị xước hay là á mố gì cả. Pin của này thì rất là trâu, ra của nó là 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. Và mọi người là 2,7 triệu nhé. Con này con e 5 a à, A425G này, máy bản hàn một sim và mọi người 2,9. Nâng zin hơi sức ra một chút rồi viền đẹp nhé. Viền thì không có một chút cấn móp nào cả, chân sạc type có hỗ trợ sạc nhanh, màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, pin trâu pin 5000 nhé. Ra một con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhé. Và mọi người là 2,9 này. Con này con S21 5G này, email của nó là 309 bản Mỹ 2 SIM, con này 5 triệu 6 Nâng zin đẹp, viền đẹp nhá Đấy, Ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi, màn hình đẹp Không xước, không á mố gì cả, hiển thị nét căng ra một con này nó là ram 8GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB Màn 120 hẹp rất là mượt nhá Đấy, cái này là 5 triệu 6 này Con này con S20 Ultra 5G, email của nó là 242 bản Mỹ 2 SIM, con này 5 triệu 8, 8 này Nâng zin đẹp, viền con này thì nó hơi sức ra một chút thôi Đấy, màn hình không xước hiển thị màn hình thì nó hơi ám nhẹ một chút nhé con này ám rất là nhẹ thôi đây hơi như hình nhẹ tí tí chỗ phần cột sóng thôi ám siêu nhẹ con này gần như là không ám rồi đấy ra của nó này nó là ra 12 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g chạy rất là mượt mà nhé cam thì cực kỳ là ok nét căng uh, zoom con này nó cam zoom 100 x nhé dùng cực kỳ xa à, đúng là năm triệu tám này con này con Note 20 Ultra 5G, eBay của nó 781 bản Mỹ IC và 15 triệu 9, nâng zin đẹp, viền đẹp nhá. Ngoài con này còn khá là đẹp mà tiếc cái màn hình này nó hơi ố phim một chút phần mép trên này. hiển thị màn hình thì nó cũng có một vài vết đốm nhỏ nhá. đốm nhỏ xíu thôi. đốm rất là nhỏ. Đốm này thì cam kết mọi người không la, mọi người dùng thoải mái nhá. màn hình trong không có bị ám đâu cấu hình thì ngon rồi ra 12 g bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g bản mỹ 2 sim cam thì cũng rất là chất nhá cam nét căng và zoom là 50 x nhá con này zoom 50 x này con này là uh, 5 triệu chín nhá con này là con nốt 20 ultra 5 g này e IMEI của nó 425 bản mỹ 2 sim bằng 6 triệu tư lượng zin đẹp hệ viền thì hơi sức nhẹ một chút rồi nói chung hơi sức răm thôi chứ không cần móp gì đâu màn hình không xước nhá hiển thị màn hình thì có một vài vết đốm nhỏ xíu thôi đây này một vết ở đây này hai vết nhỏ tí tí ở đây với một vết chấm nhỏ đây nhé. đốm rất nhỏ thôi đốm này thì cam kết mọi người không bao giờ làm được đốm quá nhỏ luôn màn hình trong không có ám như người đâu cấu hình ngon nhé ra 12 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 trăm chạy rất là mượt mà camera cũng nét căng nhé nét căng luôn này bán người là sáu triệu tư này thì trên đây là những máy hôm nay em bán rồi, mọi người để máy gì cứ nhắn qua giao số 0344 999 em nhé ok cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người